Xin chào, lại là Tomato Hường đây. 3 năm trước tôi cũng giống như bạn, tôi cũng mong muốn cuộc sống nhẹ nhàng hơn, đỡ áp lực hơn, đỡ stress hơn. Tôi muốn nghỉ bởi vì công việc quá mệt mỏi, nhưng mà tôi vẫn muốn có lương. Tôi có nhiều thời gian hơn chăm sóc gia đình, những người thân yêu của mình. Và tôi muốn có thời gian tận hưởng cùng cuộc sống, chăm sóc bản thân mình, trải nghiệm nhiều hơn, đi du lịch nhiều hơn. Thế nhưng điều đó cứ ngày ngày trôi qua. Sau bao nhiêu năm thì tôi nhận ra rằng tôi không thể nào có thời gian cho việc đó, cũng như là thu nhập của tôi không đủ kinh phí để trang trải cuộc sống. Tôi cứ làm việc, ngày ngày chịu áp lực và những công việc gò bó. Cho đến một ngày tôi dấn thân vào con đường gọi là tiếp thị liên kết. Tôi kinh doanh trên Internet. Nếu như các bạn đang muốn là kinh doanh trên Internet, muốn thay đổi cuộc đời mình, muốn thay đổi phong cách sống của mình, thì Internet Marketing là một sự lựa chọn. Và quan trọng ở đây đó là chúng ta chỉ cần giỏi Internet Marketing và bán hàng, còn lại mọi thứ chúng ta đều có thể sắp xếp được. Nếu như các bạn muốn bí mật để trở nên tự do hơn, thu nhập cao hơn, thụ động hơn, thì các bạn hãy tham gia vào chương trình tạo thêm thu nhập 3.000 đô một tháng. Đăng ký ngay vào đường link bên dưới và hãy nhanh chóng trở thành một trong 50 người đầu tiên để nhận những cái món quà giá trị và hấp dẫn, sử dụng được ngay trong dịp Tết Nguyên Đán này. Hẹn gặp lại các bạn. Hãy đăng ký ngay.